Quân bên kia là gì? Chia xong quân sau. Baby Summer Kata. Như vậy là quân tạm được. Nhưng mà không biết quân bên kia là gì. Kìa anh chưa xem tham nên tôi chưa biết được quân là gì. Như vậy là một bài sắp xếp là có kẹp xăm. Khi ba nhà một hướng và một nhà anh sẽ e rồi, anh lại còn định xem một em ở sao? Định là Zoma sao? Các anh chưa xem quân sao? Như vậy là các anh vẫn quyết định theo tính cách của mình, đó là không xem tham, không cần biết đối phương là gì, cứ đề ra chung thật bên mình thôi. Mercy, Mercy hai dân của anh. Vâng, tôi tưởng anh chưa tìm thấy bài quá. Vậy là thấy quá, thấy voi rồi. Một voi là hai voi đây. Đúng rồi, cho một dân họ dò hướng này và một dân có voi. Vâng, một cánh rừng, các bạn có nhìn thấy một nhúm rừng như vậy, một cánh rừng, hai voi. Rất tốt. Vậy là màu 2 anh đang đánh rất chuẩn bài. Khi là cho dân thứ 10 có voi luôn khi thấy voi. Để có thể sóc được dân đều. Màu 2 phải dò ra sớm những địa điểm an hoang của mình. Đang có con voi đầu tiên về. Rồi khai thác thôi. Rồi là chia chân rồi. Rất uổng. Như vậy là anh là chuyển bài đẹp thành bài xấu rồi. Liệu phải là một bài lên muộn nhưng mà yếu không? Không, nhưng bài này nếu nhìn thấy hai hiêu, hai bầy hiêu là anh sẽ có thể ép được 22 dân. Không, hay quá. Không ổn một chút nào. Rừng thì chỉ là rừng dừa. Rất hồi hộp. Dân câu vòi, một thằng dân là hy sinh, một thằng dân lại thương binh nặng. Rồi, gỗ 75 anh không ăn, anh đi ăn gỗ 40 ở rất xa nhà. Chuyển qua máy các nhà khác xem thế nào. Vâng, trước khi chuyển tôi lại hồi hộp khi anh cho một thằng dân thương binh đi dò. Baby, đã có một voi câu về. Tôi đã nhìn thấy rừng dừa. Nhưng liệu anh sẽ không như thế nào? Dường như là vẫn chưa có thế để khung. Có hai rừng ở hai bên. Nhưng mà thế nhà trước mặt rất trống. Đang câu voi thứ hai về. Bài vẫn chưa tìm thấy đồ gì ngoài hai con voi. Tôi chưa nhìn thấy hiêu. Quá phụ cũng chưa. Đủ dân sẽ rồi. Sẽ chưa? Xe thôi. Rồi xe rồi. Phút thứ 7 anh với xe ghé đầu tiên. Khá muộn mà. Chuyển qua các nhà khác xem thế nào. Xem có nhà nào là kích đời chưa. Summer. Summer thế nhà kín. Nhưng mà là toàn rừng dừa. 3-4 cái rừng dừa. Vậy là bài Summer đã đủ lên đời. Bài này là một bài cơ bản rất dễ cơ cấu. Nhưng mà liệu anh có phủ phàng để che chở cho đồng đội ở đầu cánh của anh không? Khi ở giữa hai nhà mùa 3 và mùa 4 có nhà mùa 5 kẹp xăm. Mùa 5 cầm quân gì? Vì các anh không xem quân nên tôi không biết được quân đối phương là quân gì. Các bạn chờ một chút, các anh xem timeline tôi sẽ đoán được là quân gì. Vậy là 848 kích đời 2. Vậy là lại 11 rồi. Rất hiếm có trận đầu 10 của các game thủ bên phía Học viện Ngân hàng. BSLC trong. Xây trong đây là đẹp rồi. Chuẩn rồi. BB, BM xây ở BG. Và BA xây ở trên dốc ở phía đường ăn hiêu đây. Đúng rồi, chỗ sư tử đấy. Bài này chắc game thủ 14 cũng sẽ ép đời chuẩn thôi. Nếu ép đời chuẩn thì anh sẽ là 11 công x. Và có muộn thì là 11 1 x. Không thể lên 11 rưỡi được.
Chuyển qua mùa 3 xem anh chém như thế nào. Kata. Hai voi, một voi chết gần, một voi chết xa. Một hiêu, 21 dân, chết 2 dân sao? Sao đánh 21 dân dị thế này? Dường như anh đang nhầm là anh cầm Bersian. Bây giờ phải đóng BB. Hỏng rồi. Liệu rằng nhà kẹp xăm mùa 5 có phú phàng không? Vâng. Rừng bên phía bên này là gọi là nhúm chứ không phải là một cánh nữa. Tôi thấy nhà nào cũng là một nhúm rừng dừa. Dường như nhà các anh là trồng dừa rất nhiều nên rừng cũng là rừng dừa. Chưa thấy được nhà nào là có rừng đẹp. Mùa 1 bây giờ mới xây nhà điều kiện sao? Vâng, lại 12 rồi. À, không phải 12 mà là 12-30. 12-3X. Vâng. Các anh đánh đang có vẻ là không ổn chút nào. Vâng, chim lợn bên ngoài đang có nói là hơn. Liệu là hơn bao nhiêu? Vâng, con này là hơn thật rồi. Không, 3X thôi. Vâng, anh vẫn cố gắng để lên 4X nhưng không được. Anh là kích ở 12-37. Vâng, trong cái đánh L. Không hiểu các anh chiến thuật như thế nào. Màu 2 là quân gì? Màu 2 bơ si. Anh kích đời được một lúc rồi, và lên đời rồi. 13 lên đời, vậy là anh kích ở 11 hay 11-40. À quên, 10-40, tôi xin lỗi các bạn. 23 dân, 22 dân. Cộng một con ngựa giò đó là 23. Vâng, anh vẫn chưa thấy nhà đầu cánh của mình. Nhà đầu cánh có vẻ quá xa. Hay là nhà đầu cánh sẽ là trôi lên giữa góc bờ đồ. Vâng, 17 chọc dân rồi. Vâng, là giò tới 18. 18 dường như đánh A thì phải. ACN Zip là Summer đây. Dân đi chậm bên này khả năng là Summer rồi. Mùa 2 là sóc 2L. Vâng, sóc đều thôi. Có 3 dụng và 1 đại quán hoang. Vâng, bây giờ anh nâng giáp làm gì nữa? Khi lạc đà đã sắp ra đến nơi. Dường như mùa 2 anh đánh cung nhiều nên anh cũng thích sóc đều chém khi anh để dành. Khi nào đủ thì phải sóc. Ơ, không ổn rồi. Nhốt con giò. Đúng rồi. Vâng, làm được tất cả những gì có thể. Ăn 7 vàng khác thôi. Vâng, hay là đà chạy đi. Khả năng là không làm gì được một tặng. Ôi, chết giò rồi. Hỏng rồi. Một lạc đà gần đến nơi chỉ gọi là làm mồi cho cung rờ thôi. Hỏng rồi, không còn vàng để sóc. Màu 7 đến. Vậy là quáng rồi. Khó quá. Chuyển qua các nhà khác xem thế nào. Bơ chắc chắn lại sẽ chết thôi khi cung R18 đẩy ra. Vâng, cung T đẩy ra tôi cũng gọi là khốn khổ rồi. May mắn là anh đang còn sóc cố được một con lạc đà. Ở hai dân anh CBE để nhốt màu 7 nhưng anh tự thiêu luôn. Thôi, cái này không ổn chút nào. Ở Baby trong cánh anh đánh chém. Đánh chém tại nhà. Vì anh phát hiện màu 7 gần nhà anh. Nhưng mà không ổn một chút nào. Cứ thấy nhà nào gần thì đánh chém thế này thì không được. Phải có nhà đánh cung và nhà đánh chém cho dù thế bắt buộc thế nào. Nhà công hiến thì cũng phải có nhà chủ lực. Khi bên này không có ai là chủ lực. Toàn là nhà công hiến. Mùa 7 anh chưa để ý. Mùa 7 dường như anh cầm Baby thì phải. Vâng, Summer tuy thế nhà anh khung nhưng anh vẫn chết thôi. Mùa 6 anh cầm gì mà phụ thế. Khó rồi. Khi bên kia nhà 18 vẫn còn nguyên cánh bên này tôi vẫn chưa thấy nhà nào. Dò thấy nhà 5 và nhà 16. Hãy cùng xem mùa 4 liệu có đỡ được nhà thế này không. Nếu không đỡ được nhà thế này thì có lẽ các anh quýt thôi. Có lẽ tên này đỡ trong thế yếu. Vâng, đem một BG lại, xây một BG hơi tù một chút. Vâng, cung 16 là quân gì tôi vẫn chưa xem được. Vâng, anh đều cũng đỡ là điều quá cục. Vâng, không đỡ được rồi. Cho dù là cung gì đi nữa cũng không đỡ được tên này. Khi cung R anh sóc thì không đều mà lại còn yếu hơn đối phương, ít hơn đối phương. Vâng, các anh xem làm timeline để quýt. Summer hit và... cái gì đấy? Không rồi. Tinh học viện ngân hàng hơi yếu một chút. Liệu rằng anh có biết đường cố gắng không?
Các bạn có thể nhìn thấy bên kia bốn nhà, nhà nào cũng to như cái thúng. Màu 6 bên này, cơ cấu rất tự tin, cơ cấu rất rộng. Chủ lực là phải thế, chủ lực là phải tự tin. Sóc quân đều, sóc dân đều. Phải biết khi nào đấy, khi nào đỡ cho đồng đội. Bên học viện ngân hàng các anh chưa biết đề ra chiến thuật. Khi cứ nhà nào có cung các anh đánh cung, nhà nào anh chém có chém đánh chém. Đôi khi nhà có cung các anh vẫn không dám đánh cung vì thế nhà xấu. Thế nhà xấu thì chúng ta phải tìm hốc để mà chui. Nếu tất cả đánh chém thế này rất là dễ chết thôi. Hãy chờ với trận đấu thứ hai giữa team học viện ngân hàng và team đại học thể dục thể thao. Đại học ngân hàng các anh, học viện ngân hàng các anh vẫn chưa thể hiện bộ mặt khác khi các anh vẫn đang là hơi tủ. Liệu có trận nào là team học viện ngân hàng 4 sen để các anh có thể thắng được một trận để làm niềm tin không? Em ra bên máy trên học viện ngân hàng ấy. Máy mà học viện ngân hàng đang ngồi ấy. Anh nhìn view máy đấy là muốn bao nhiêu bộ đồ quan. Còn nếu mà lát học viện ngân hàng này phải sớm thì team nào ngồi vào đấy thì phải team đấy.